Rồi, giờ đây là một cái hộp súp của xe cấp custom mới tháo trong xe custom 70 đời 96 ra các bạn. Thì hộp súp nó xài chung cho mọi loại xe, cấp đèn tròn, đèn vuông, 81, 86 thì xài chung hết nha anh em. Đấy, cái cặp này còn rất là đẹp nha anh em. Đây, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn kỹ nha. Điện thoại nó lại bị mát nữa rồi các bạn. Đó, rất là đẹp rồi. Sơn zin nha anh em, sơn zin. Anh em nào muốn coi hình chi tiết thì nhắn tin Zalo mình có chụp hình chi tiết các bạn. Đó, không móp méo, không lủng, không mục. Sơn zin. Cái này nó phía dưới này nè, nó bị cà tí xíu rồi các bạn. Đó, đây chấm chấm nè. Đó, thì mình nghĩ cái này mình dán con tem vô là hết, hoặc là mình để nguyên cũng được các bạn. Đó, còn rất là đẹp nha. Đó. Rất đẹp nha anh em. Đây. Thì thỏ nó hơi chó, nhìn nó hơi nhức con mắt các bạn. Nên thông cảm nha. À, mình soi kỹ cho anh em coi nè. Rất là đẹp các bạn. Cái chó dữ đây. Đây mình tắt bớt cái đó, vậy đi. Cho nó đỡ chó phải không? Đó. Nó bị sao ta? Nó bị quẹt các bạn, nó bị quẹt nên nó bị hơi chày chày nè. Đó. Rồi. Đây là hộp súp dành cho anh em gắn xe cúp nha. Anh em gắn 81, 86 custom DD78 cánh nén dựng được, mỹ sao phuộc 3 tầng là anh em gắn được nha. Dream cũng gắn được luôn. Cái ưu điểm của cái hộp súp zin á, nó rất là chuẩn nha các bạn. Khi các bạn ra ngoài tiệm các bạn mua một cái hộp súp mà lô á, nó bán khoảng 20-30 ngàn, hộp súp Việt Nam là các bạn, thì cái form dập nó không có chuẩn. Riêng nói những cái vị trí của cái con ốc này nè, các bạn dặn vô nó không chuẩn rồi nè. Rồi khi chúng ta dặn vô, khi mà chúng ta chạy á, các bạn sẽ nghe tiếng rột rột. Rồi không biết tại sao không? Đây. Chính là cái khe hở này nè các bạn. Nó không có điều. Giống như là nó méo nè. Rồi nó lại, rồi nó to nhỏ, nó không điều. Các bạn thấy hộp zin, cái đây là cái mình tháo xe nó đã xài mấy chục năm rồi. Rồi có nhiều dép vô nè. Đó. Cái quan trọng là cái mặt sau này các bạn. Khi mà chúng ta dép vô cái mặt sau nó vừa hít luôn nè. Đây các bạn đúc cái mặt trước này trước nha. Rồi các bạn nhìn cái phía sau này. Đó, các bạn thấy nó vừa xích dân. Thậm chí mình thả nó còn rớt ra các bạn. Đó, nó vừa xích và nó rất là chắc nha. Các bạn nhìn cái mí phía trước nè. Đây là tại sao chúng ta phải xài đồ zin các bạn. Xài đồ zin các bạn sẽ không bao giờ sợ chạy xe khi mà nó kêu rột 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 rột. Nó rất là khó chịu. Rất là khó chịu luôn. Nếu mà nó kêu rột rột á, mình, các bạn để ý dùm là khi các bạn xiết con ốc này nè, với con ốc này nè, khi các bạn xài con ốc, các bạn cũng phải xài 4 con ốc zin nha. Lưu ý, xài 4 con ốc zin. Thì cái con ốc zin á, người ta làm á, khi các bạn dặn vô đây nè, với dặn vô trong cái gấp á, nó bằng nhau, nó không có lòi ra ngoài. Con ốc nó không bị dư, nó không lòi ra ngoài. Còn khi các bạn mua 4 con ốc lô, các bạn dặn vô thì con ốc nó sẽ lòi vô bên trong, nó dư vô bên trong. Và đặc biệt là con này nè, cái con này là nó phải chuẩn 100% bằng luôn. Chỉ cần nó lòi vô một cái là khi các bạn chạy cái cọng dây sên của bạn ở trong á, nó bị quơ. Nếu mà cọng dây sên của bạn mà cọng dây sên riêng, hoặc là cọng dây sên mới thay, các bạn thay, các bạn phải thay nhông sinh dĩa cho nó đều nha. Nhông sinh dĩa các bạn phải thay đều. Thì khi cọng dây sên các bạn chạy nó không có lắc là nó thẳng bằng. Nhưng mà nếu mà các bạn thay cọng dây xích mà các bạn không thay nhông sinh dĩa thì nó sẽ lắc, lúc đó cái cọng sên dây xích các bạn, xích ở miền Bắc hay gọi xích, mình quen miệng hay gọi dây sên, mà nó sẽ lắc này nè, thì nó sẽ va đập vào trong cái hộp xích, và nó va đập vào những cái con ốc này nè, nó làm cho chúng ta chạy nghe tiếng kêu. Các bạn thử tương tự khi cái xe các bạn chạy mà nghe rồi nó có 3 vấn đề. Một là cái miếng này nó bị méo, cái thứ hai là con ốc này nè, ốc lô dặn nó bị dư, và cái thứ ba là nhông sinh dĩa. Nhông sinh dĩa lâu ngày nó bị lỏng, nó bị rơ, còn làm cho dây xích của chúng ta nó lắc, vì thế nó cạ vào trong cái này. Mà nó cạ này giờ ít, nó cạ vào 4 cái con ốc này là nhiều nè. Còn nếu dây xích các bạn mà quá dùng nữa, nó sẽ cạ cái mặt dưới này các bạn. Nó cạ vào mặt dưới.
nó cạ là đất nhớt rồi nó chảy ra đây nè các bạn. Đó. Thì cho nên vì sao chúng ta phải xài nhông xương dĩa zinc và xài hộp sắt zinc để xe của chúng ta yên tâm mà chạy trên đường không nghe một tiếng động thì thầm nào nha. Rồi, một hộp sắt custom dành cho anh em xe. Cái này gắn DD cũng đẹp nha anh em, cũng rất là đẹp nha. Cái phần này thì anh em chịu khó dặm sơn lại một tí. Hoặc là nếu mà anh em muốn để zinc thì dán một cái tem lên giống như cái tem này. Dán một cái tem Hello Kitty lên như này cũng được. Đó, dán số điện thoại của bạn lên là cũng được. Khá là đẹp nha. Đó. Rồi, một cái hộp sức duy nhất nha. Một siêu cấp chỉ có một cái duy nhất thôi. Ngoài ra thì mình còn hộp sức 2 tầng với lại hộp sức CD. Đó. Hộp sức CD này. Các bạn thấy đây là sức siêu cấp đúng không? Hộp sức CD này. Hai cái mẫu nhìn cái ngoại hình nó khác nhưng mà ốc vít nó vị trí nó giống nhau mà xài chung được. Đó, CD là anh em 67 hay thích xài cái này. Dán cho 67 xài cúp cũng được luôn nha các bạn. Đây là 3 tầng, còn đây là 2 tầng. 2 tầng của cánh én. 2 tầng nó có cái khớp ở đây. Các bạn thấy nhìn kích thước thì giống nhau, ốc vặn thì giống nhau nhưng mà cái cách bắt phục nó khác nha. Thì thằng này của hình cánh én. Thằng này của cánh én. Cái này 3 triệu và là màu xanh rêu, sơn zin. Thì cái này mình có giới thiệu rồi. Thì anh em nào muốn coi kỹ thì nhắn tin Zalo mình sẽ gửi hình kỹ cho các bạn coi. Thì mấy cái này mình có giới thiệu hết rồi các bạn. Rồi, anh em cần món nào nhắn tin trong Zalo với mình. Phương thức mua hàng của bên shop. Thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Em ở xa thì vui lòng và chuyển khoản rồi qua mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.